Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đêm 26 tháng 7 năm 2022. Gió mùa Tây Nam đang gia tăng cường độ, vì thế đêm nay và ngày mai, ở khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vẫn có mưa rào và dông vài nơi. Ngày mai trời quang mây và có nắng, nhiệt độ vẫn duy trì ở mức cao nhất từ 31 đến 33 độ. Riêng khu vực phía Bắc của tỉnh cao hơn 1 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Thành phố Vũng Tàu mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày mai trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, độ ẩm tương đối 78 đến 84%. Huyện Côn Đảo mây thay đổi, có lúc có mưa rào và dông, ngày mai trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ, cao nhất 31 đến 33 độ, độ ẩm tương đối 80 đến 85%. Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Côn Đảo mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Mực nước tại Vũng Tàu ngày 27 tháng 7 năm 2022 cao nhất 360 cm xuất hiện lúc 3 giờ, thấp nhất 60 cm xuất hiện lúc 20 giờ.